Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em ha. Thì hôm nay em sẽ lên một clip thanh lý kìm ha anh em. Chủ yếu là kìm mỏ nhọn ha. Và được 4 cây kìm cắt nè, với một cây kìm va chéo ha. Thì anh em xem phù hợp với công việc và ý thích của mình á thì cứ liên hệ em ha. Qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha anh em. Thì em cũng báo giá công khai luôn ha. Thì hết chân kèm này ha, làm giá là 350.000 ha. 350.000. Anh em chuyển khoản thì em sẽ bao ship ha. Thì gồm là 2 4 6 7 7 cây kìm mỏ nhọn ha anh em, và 4 cây kìm cắt và 1 cây quay chéo này ha. Thì hàng này là thanh lý anh em thì tương đối được thôi ha, chứ không có đẹp ha anh em. Thì anh em xem kỹ ha. Đó. Thì hàng cũng tương đối hả anh em, chứ không em không có bao đẹp anh em, thanh lý mà ha. Thì tổng sản phẩm trên đây thì chỉ có 350k thôi ha. Anh em nào chuyển khoản thì em bao ship ha. Đó, thì anh em coi cứ có xài được thì cứ liên hệ em ha.